bển là ba thằng đầu bạn nó đặt lực không thấy. Bển này được cái thằng trầm đó với coi đi đi em sợ đập cái chồng em, đập cái chồng em đó. Ông nào đâu, ông nào, ông nào chồng đâu? Số 3 số 3 hả? Tính hả? Trọng tài hết chuyện bỏ bên kia hả? Sao không kia ngồi đây? Rồi. Đúng đó, tự sức đó, ngồi vô đó. Bên kia là lực lượng tự nhiều lắm. Đúng rồi, nhận với giải ba chứ gì á. Ví tiền hả? Đấy, đấy. Đấy là nào vậy? Yeah.
tập huy đó mà đó. Hồi đó mới có mấy đỉnh mà. Bây giờ đang đi coi gì đỉnh không? Chưa. Mình dữ lắm, mấy con này đập dữ lắm, sức quá trời sức mà, trẻ mà. Trời trẻ không hả? À, cao to nữa. Trẻ mà nó bị con, không biết chơi thể thao nữa. Đẩy rồi đó không? Đẩy rồi. Rồi cho chuyện gì nữa. Cái gì té luôn rồi, té luôn rồi. Ở đây học trò có nó có ba đâu. Nó này nó không gà luôn đó. Tỷ số là 16 nghiêng về Vi Thủy. Ha ha ha.
12-6. Chơi được luôn. Không qua luôn. Trận cầu ha, kinh điển ha. Cái đầu nó đứng đỉnh bơ là nó nặng. Không ra mồ hôi chứ ít lắm. Dì Thanh, dì Thanh là ướt áo kìa. Năm nào ướt áo. Hết sức. Giả chơi rồi, giả chơi. Năm nào chứ, năm nào chứ ha. À, năm nào cũng dồn dồn cục 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 chứ. Nó lên rồi đó. 14-9. Anh chị có nhiều thủ là nó trơn vậy đó. Xong lên luôn rồi. Đúng rồi, xong lên luôn rồi. Chuyền số 7 với biển là chuyền ra ngoài bị
17, 11. Ê, nó thủ ghê thiệt chứ. Cái lỗ luôn trời, cái lỗ luôn. Thôi. Vô hai trọng tài người ta chỉ vô luôn mà. Trọng tài. Rồi hai trọng tài chỉ vô luôn mà. Trọng tài ngồi chân đó mà. Ờ trọng tài ngồi kế bên luôn mà. Bốn góc luôn. Bên này là trận nguy hiểm ra luôn, bốn góc luôn rồi. Hai trọng tài ta chỉ luôn, vô luôn mà. Trận này là bằng nên là hai trọng tài nguy hiểm. Chân luôn. Hồi nãy là y gan vậy đó, xanh vậy đó, đỡ được chân à. Quá trời Libago luôn rồi. Đổi ngôi hết rồi. Không qua. Ba lưới trời. Năm hai. Thua thì bột cho ăn thì thua rồi. Thì bột đâu theo nổi không? Góc góc đó là bó tay này. Vô sống lắm. Khi có 3 4 cầu đập nữa. Đập được chân luôn.
bao nhiêu đó là lợi thế đó, tiền ra cũng được chứ. Làm mà đặt nguy hiểm đó nghe chứ mẹ. Vô, cái banh vô xấu lắm.